Anh em nha, hiện tại thì mình đang ở Định Quán Đồng Nai nha anh em. Nay mình có đến nhà của anh Bảo nè. Anh có giao lưu với anh em một số gốc mai. Anh Bảo ơi, anh giới thiệu cho anh em biết là mình ở địa chỉ ở đâu anh Bảo. Thị trấn Định Quán, tổ 10, khu phố 10, Đồng Nai, Định Quán Đồng Nai. Rồi, nay mình giao lưu với anh em bao nhiêu gốc anh? Giờ nay em giao lưu 6 gốc anh. 6 gốc ha. Rồi bắt đầu mời tất cả anh em tham khảo gốc đầu Hai tiên nha gốc anh. mai phôi, 4 gốc mai tàn. Dạ. Xù nha anh em. Để mình quay cho anh em tổng thể toàn bộ cái bộ tàn đó nha. Cái này lên khá đẹp. Cái này mình đem về lâu chưa anh Bảo? Này mang về được 4 năm rồi anh. 4 năm ha, là trồng dưới đất đây 4 năm anh. Dạ đúng rồi. Dạ, đây mang về được 4 năm rồi. Cây này bông bông sao anh Bảo? Này bông từ 5 đến 9 cánh, nó cũng lai lai đấy. Dạ. 5 cánh là nhiều. Đây 5 anh em. cánh là nhiều, 6 cánh là nhiều, còn 9 cánh nó thưa thôi, nó không được nhiều. Cây này thì mình thấy nó có bộ đế khá là đẹp anh em, nói chung nó xù. Mình quay Đẹp hết ít cho rồi. anh em. Nói chung cái tàn nó rất là đều nha anh em, đẹp. Phía dưới này anh em. Phía trong nó nè anh em, còn cây này đóng xù rất là nhiều. Để mình quay cận cảnh cho anh em tham khảo nguyên một dòng của bộ đế nha. Xù 60% rồi. Đây anh em có thể thấy toàn một cái bộ đế này anh em nó xù. Cái này chỉ cần lực lưỡng nha anh em. Rồi mình sẽ quay Nó cho anh xù em mấy cái tay nó xù hết. tham khảo cho nó dễ về cái gốc mai này. Xù Cái này trứng nha. nó lên xù lâu chưa anh Xù Bảo? trứng lâu, nó xù lâu rồi anh, xù từ nhỏ đó. Nha. Xù từ lúc hoành nó ba mấy đến giờ. Đây anh em. Chung xù cái nổi này cục 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 trứng hết, nó nổi đế cục cục. cũ nở, đế đẹp nên mà nó xù nữa. Nó xù lên, nó nổi đầu xù hết. Hai nó có cục những cái cục hết. trứng đó. Trứng nổi trứng đó. Đây rồi để mình quay cho anh em tham khảo luôn còn một cái bộ đế nè, bệ đế này đặt nguyên cái bệ đế này nè, đặt luôn một bệ này. Cái này tết nó bông dữ không anh Bảo? Dạ bông nó đặt cây luôn, có mặt bông mà. Dạ. Đây nè, cái này em nhờ anh vô đo thử nguyên cái đường kính ngang của cái này khoảng nhiêu anh? Đường kính ngang cái đấy không à, đó, nhiêu anh đo đây cho anh em thấy này, đó đó. Đây anh ơi. Đó. Nhiêu anh? Đường kính ngang nó khoảng có chừng 95 anh ơi. Rồi, mình đo nguyên cái bệ đế luôn anh, nguyên cái vòng tròn của cái bộ đế luôn khoảng nhiêu anh? Cây này thấy lớn nha anh em. Hoành đế to lắm. Dạ. Áo áo sơ sơ cho anh em để anh em tham khảo cho dễ anh ơi. Đây anh em, nguyên cái đó, cái hoành đế này. Hoành đế nhiêu anh? Hoành đế khoảng 300 anh ơi. 300. Rồi mình đo hoành luôn đi anh. Đo cái hoành chuẩn cây. Giống như con nguyên con bạch tuộc luôn nè. Như 55 hoàn chuẩn luôn anh. 55 hoàn thân. Phần thân 55. Hoàn cũ bệ đặt ở dưới là nó to, nó đặt luôn, đặt sệt luôn rồi. Đây đặt sệt luôn. Đó, nhiêu sệt luôn. Đây 120 anh ơi. Đây nè. Cái phía trong chân cành của nó này. Rồi ok nè. Rồi mình ganh lại cho anh em thêm cái bộ tràng nữa nha. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cao khoảng 2m2. 2m2, còn đường kính ngang anh? Đường kính ngang khoảng cũng 2m2 cơ đó. Cái này ví dụ anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu là giá như anh Bảo? Cái này em xin giao lưu giá 100 triệu, bao ship 300 cây. 100 triệu, bao ship cho anh em là 300 cây số nha. Bên em thấy có cái cây này mình có giao lưu luôn anh. Có. Cái này chiều cao khoảng nhiêu anh Bảo? Này chiều cao khoảng 1m3 anh ơi. 1m3 ha. Dạ, 1m3. Cây này đế tương đối đẹp nha, giống như con thú, hình đẹp. Cái này bông sao anh Bảo? Rễ nó mọc nhiều quá, nhánh nó mọc nhiều rễ quá, mình cắt nó cứ mọc hoài. Đây nè. Mọc hoài nó. Cái bệ này. Bệ đế này nó cứ mọc lên rễ hoài. Cây này dưới còn nữa không anh? Còn, nó đi xuống dưới đó. Cái này bông mấy cánh nha anh Bảo? Này bông bông của nó có 5 6 cánh à. 5 6 cánh nha. 5 6 cánh nhưng cánh bầu. Dạ. Cánh bầu. Đây nè. Cánh khít cánh. Cái này nói chung là còn nguyên bản, anh em về thích chơi kiểu nào mình sửa theo kiểu đó nha anh em. Cái này em nhờ anh vô đo em thử cái này em nuôi chi tàn nó cứng rồi nha, bằng ngón dạ. tay ngón tay hết rồi, về vô nhôm thôi. Cái này anh đo em thử cái hoành đi anh. Đo cho anh em thấy cái hoành này. Đấy, hoành này hoành thân này. Nhiêu anh? 35 anh ơi. 35. Hoành thân của nó 35 này. Rồi nguyên cũ anh, đo nguyên cũ luôn nha. Nguyên cũ lớn ạ. Dạ. Nguyên cũ cái này 90 anh ơi. Rồi ok anh. 90 cái củ 90. Dạ. Đây quay cho anh em chiều cao nha. Bộ đế thì nó lớn quá, bộ đế này nằm theo chiều dài đo khó lắm.
Đế làm vầy sao đo được, nằm cho cái chậu dài nè, đế khoảng 260-250 á. Cái này vô anh em nào hiện chí muốn giao lưu là giá nhiêu anh? Cái này em giao lưu giá mềm mềm cho anh em về sửa lại này, vô nhôm thôi là giá 5 triệu. Vẫn ship cho anh em 300 cây số luôn anh? Dạ vẫn ship 300 cây số nhưng mà bỏ chậu nhá, cây này em dạ. Không bao chậu nhá. Rồi ok anh này. Góc đầu tiên. Cây cái cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao cây này 2 mét anh ơi. 2 mét ha. 2 mét. Cây này bông một bông bông gì anh? Này bông chủ nhà mình không biết mặt bông nhưng chủ nhà ta báo là bông đẹp 6-7 cánh. Đây nè, quay cho anh em toàn bộ cái bụi đế. Đế này đế nở nha nè. Dạ. Cái bệ đế này cũng to. Cái này anh vô anh đo giùm cho anh em tham khảo luôn cái hoành đi anh. Từ từ mình đo mấy thông số kia sao. Đế đều nha nè. Đây quay cho anh em tham khảo luôn toàn bộ cái bụi đế nè. 55. 55. 55 ngay đầu của đế. Rồi mình đo cái bệ đặt nè. Cái bệ đặt của nó nè. Lâu này mình bao ship hết cho anh em hả anh? Dạ bao ship 300 cây. 300 km. Cái bệ đặt này 100 nơi. Cái này mình đó, anh em quên. 139, cái bệ đặt 139 đó nè. Bệ đặt là 139, cây này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Cây này em xin giao lưu giá 19 triệu. 19 triệu. Thì bên đây cũng có thêm một gốc phôi nữa nha anh em. Cái này giao lưu luôn hả anh Bao? Gốc số 2 là dáng bay. Cái này có mã số 2 nha anh em. Cái này là mình mới đem về đây luôn hả anh Bảo? Dạ mang về được 4 ngày rồi. 4 ngày ha. Dạ. Rồi để mà em quay cho anh em tham khảo cái bộ đế này cái đi. Một chồng cho anh em tham khảo bộ đế nha. Cái này bông gì anh? Mặt bông anh, mấy bao nhiêu cánh anh? Cái này bông từ 5 đến 9 cánh. 5 9 cánh nha. À, cây này thì thấy mặt bông. Dạ. Cây này thì có thấy mặt bông. Bao bông. Cái này em nhờ anh vô đo em thử cái hoành đi anh Bảo. Đế tương đối đẹp nha anh em. Đế đều hết trơn nè. Đế này thì ok rồi. Dạ. Đế này thì cũng biết rồi. Bao ship cho anh em 300 cây số nha. Em xin đo cái hoành nhá. Dạ. Này. Cái hoành là hoành trên mình đây là trên đầu rễ này. Hoành này 56 tính 55 anh ơi. Trời. 56 tính 55 hoành. Chiều cao anh. Chiều cao cái đọt chủ nó hết thước dây. Dạ. Còn cái cành bay của nó là nhiêu anh? Cành bay nó được 90 anh ơi. 90. Bay 90. Cái này ví dụ anh em nào mà thích mà muốn giao lưu là giá nhiêu anh? Cái này em xin giao lưu giá 16 triệu. 16 triệu là bao ship cho anh em 300 cây số bằng dạ, xe tải luôn anh. 300 cây bằng xe tải. Rồi, ok dạ. Anh. Giao lưu lại cái cây mai to tàn khủng nhá. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cái chiều cao 4,5 m anh ơi. 4,5 m ha, còn đường kính bầu tàn anh? Đường kính tàn nó khoảng 5 m. Cái này mình tình hình bông sao anh? Bông 8 cánh bông trùm. 8 cánh bông trùm ha. Bao bông cho anh 8 em. Cánh bông trùm. Đây nè, quay cho anh em tham khảo. Cái này thì hai thân nha anh em. Hai thân. Cái này anh Bảo vô đo thử hoành đi anh Bảo. Coi khoảng nhiêu anh Bảo. Đo cái hoành chuẩn nha. Dạ. Anh em. 80 anh ơi. 80. 80, 81 tính 80 thôi. Rồi, anh đo xét xuống nha, như anh. Đây là con hoành là phủ ở dưới. Dạ. Đúng mét anh ơi. 1 mét. Đúng mét, mét là rồi, anh đo mét. Thoát thân luôn anh, thoát thân cao lên khoảng nhiêu anh? Thoát thân cái này 90 anh ơi. Cái này ví dụ anh em nào mà 90. Thích mà thiện chí muốn giao lưu là giá nhiêu anh Bảo? Cái này em xin giao lưu lại giá 45 triệu anh. Vẫn ship hay sao anh? Dạ bao ship 300 cây 45 triệu. Bao ship cho anh em 300 số 45 triệu nha anh em. Này trên này cái cá hoành trên cây này thân to. Rồi anh đo luôn anh. Cốt. Cốt này tới mấy chục cối cốt này. Đấy, một cốt của nó là 44. 44. Cốt rồi. 44. Ok anh em. Cốt tiếp theo anh em. Cốt tiếp theo. Cái này giáo anh. Dạ giáo. Giáo ghim dạ. Nó luôn hay sao anh? Bông từ 6 đến 9 cánh. À. Đấy, cái lá nhìn đã lắm. Là giáo lai phải không anh? Dạ đúng rồi, giáo lai đấy. Cái lá dạ. Lá đen cống. Dạ, cái này chiều cao khoảng nhiêu anh? Cái này chiều cao khoảng 2,3 m thôi. 2,3 m ha. Dạ. Còn cái đường kính bầu tàn khoảng nhiêu anh? Kính tàn này cũng có đó 2,2 m. Đây anh em, cái này một cốt đi lên nha anh. Một cốt.
Dưới đây đế này nha anh em, này dưới còn cái đế đó không đế anh? Thì nói chung ra nó chỉ đế đế chạy thôi. Dạ. Này nó đế đế khá, nói chung đế dạ. Khá này cộng to to hết này. Dạ. Nhưng đây mà nó chạy ra cho anh em tham khảo. Đấy cộng nó to bằng bắp tay này nó chạy ra hết này. Rồi để em quay một vòng anh báo. Nhưng mà cây này xin báo anh em là nó có cái tí ở đây, nó ngày xưa lúc mà cái nhánh nó tét nhá. Dạ. Nó khít lằn rồi, nó sầm đá khít lằn rồi. Dạ. Khít còn tí tị là lằn. Trên này anh em. Vâng. Báo cáo cho người ta biết vậy. Cái này anh nhờ anh vô đo anh thử hoành đi anh, khoảng nhiêu anh? Hoành cây. Dạ. Đo hoành chuẩn đi anh. Dạ hoành chuẩn nhá. Chuẩn này. Đó, chuẩn này. Nhiều anh? 52 anh. 52. Hoành chuẩn 52 hoành. Rồi anh đo thoát thân mà. Còn cái thoát thân cái này thì thấp rồi. Nhiều anh bảo? Thoát thân này 72 anh ơi. Rồi mình đo nguyên cái bộ đế khoảng nhiêu anh? Này cái đế nó lớn à. Cái này cái đế đặc không này, coi cho có thấy đế đặc này. Đặc 82 thôi. Dạ. Cái bệ đặc ở dưới 82. Còn đế này thì cây này thì nó còn đế lớn à. Khoảng 200 mấy á, 206 á. Cây này là giảo nha anh em, 59 cánh. Giảo lai. Có đế hết nha, có đế nó lên hết mà. Cây này mình muốn giao lưu với anh em là giá nhiêu anh? Cái này em xin giao lưu giá 23 triệu anh. 23 triệu bao ship dạ. Cho anh em 300 cây số nha, bằng xe tải. 300 cây số.